Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hướng Dương Ngược Nắng đang là bộ phim truyền hình thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Hiện bộ phim đang đi đến những tập cuối cùng với những màn thắt nút mở nút đầy hấp dẫn. Mới đây, vào tối ngày 13 tháng 4, việc anh khiến mạng xã hội được phen dậy sóng khi đăng ảnh ông vụ, nghệ sĩ nhân trên công lý, bị cạo trọc đầu. Theo việc anh đây chính là cách để giải quyết ân oán với ông vụ ở trong phim Hướng Dương Ngược Nắng đối với những kẻ cháo trở và hay lật kèo thì đây sẽ là cảnh cáo nhẹ lần thứ nhất, cắt tóc, cạo đầu, lần thứ hai sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Cái giá này vẫn nhẹ so với 2% cổ phần cao dược tuột khỏi tay hoàng đế, việc anh lầy lội viết. Việc anh táo bạo chế ảnh ông vụ, nghệ sĩ công lý, bị cạo trọc đầu để giải quyết ân oán trên phim. Hình ảnh đậm tính tấu hài khiến Netizen được phen cười ngất. Trước hình ảnh bị, dịm hàng, không thương tiếc, nghệ sĩ công lý lập tức có phản ứng nửa đùa nửa thật cực gắt. Anh mắng, đàn em, dở ngay xuống, tao không đùa, khiến cư dân mạng cứ thế, cười té ghế. Ấy thế nhưng, việc anh nhanh chóng chối bay chối biến, em đang bận kiểm kho, đây là do thằng Vĩ làm đấy. Cái thằng, chỉ được cái nhanh tay. Đến chính vợ công lý cũng không giấu được cảm xúc, thốt lên, thôi chết. Anh tôi đăng ảnh mà tôi ngất liệm đi riêng cộng đồng mạng nhanh tay khui ngay ảnh nghệ sĩ công lý cạo đầu trong phim những cô gái trong thành phố để dọa sẽ xử lý việc anh bị tung ảnh dìm hàng nghệ sĩ công lý phản ứng cực gắt ai dè việc anh đã vội chối bay chối biến để chốn tội còn đây là pha ngất liệm tại trận của bà xã nghệ sĩ công lý nesty Ren thì dọa ngược lại việc anh bằng ảnh nghệ sĩ công lý trong phim những cô gái trong thành phố tình anh em có chắc bền lâu không đây việc anh ơi ảnh sưu tầm facebook nhân vật